Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Với 54 tác phẩm âm nhạc về tham dự Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc năm 2014, Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định đã chọn ra 12 tác phẩm để công diễn trong đêm tổng kết. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức 6 tác phẩm âm nhạc đầu tiên. Tác phẩm Chợ Xuân, sáng tác Huy Thông, đơn vị Điện Biên, biểu diễn Top Ca Nam. Tác phẩm Hà Giang Mãi Tự Hào, sáng tác và biểu diễn Ngô Sĩ Tùng, đơn vị Hà Giang. Tác phẩm Đảo Xa Biển Nhớ, sáng tác Xuân Nhật, đơn vị Quảng Ninh, biểu diễn Lương Ngọc Diệp. Tác phẩm Tiếng Sáo Ôi, nhạc Bùi Hữu Trí, đơn vị Hòa Bình, thơ Bùi Thị Lê, biểu diễn Hồng Tam. Tác phẩm Tình Quan Họ, sáng tác Vũ Viết Đắc, đơn vị Bắc Ninh, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thúy Nội, Phi Hùng. Tác phẩm Lên Tả Phời, sáng tác Nguyễn Văn Bình, đơn vị Lào Cai, biểu diễn Thanh Thư và Thanh Huyền. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngàn năm tình thang ta đi
trên đường hạnh phúc mà mùa xuân về hoa thắm miền sau.